Hello, xin chào tất cả các bạn ơi, thì mình sẽ làm một cái clip về emission này. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho bạn cách để nói chung là cách bán đồ mà nhanh chạy hàng nhất anh em. Nhất là nguyên liệu bề đây anh em ạ. Rồi mình sẽ vào khu bán cho anh em xem nha. Mình tìm khu ít người mình bán cho anh em xem. Mà cách bán là bán bề đay mà nhiều người mua nhất anh em ạ, kể cả bề đay rẻ cũng mua. Đây mình sẽ cho anh em xem nhanh. Đây, bây giờ đầu tiên là mình sẽ bán cái này nha anh em, 409, nhưng mà anh em chỉ bán 25 cái thôi anh em ạ. 25 cái anh em bán với 250k anh em. Mình chỉ thử 25 cái, 200k, 25. Đó anh em bán này, bán ok. Cái nào cũng thế, 250k, xong em cho 25. Xong rồi bây giờ là đây tất cả nguyên liệu trắng, bề đay trắng của mình đây, anh em bán 25k hết, 250k nha anh em. Mình hoàn thành. Ok. Đó anh em thấy không? Đó đây là 250k nha, 250k, 250k. Ok anh em ấy tận dụng này bán thì anh em sẽ được rất nhiều tiền anh em, tại vì mề đay, nếu mà mề đay trắng anh em làm mề nào cũng thế, là chỉ cần 25 cái một cái nguyên liệu, chỉ cần 25 cái cho anh em lên chỉ bán 25 cái là nó mua anh em, bán nó đắt một tí thì phí ở đây 5% anh em. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình, hãy like và subscribe kênh để ủng hộ mình có thể làm nhiều video hơn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại video sau.